Chào mọi người, hôm nay thì là mình sẽ gửi đến mọi người một trận đấu PVP ở tài khoản 26 này. Mọi người cùng xem nhé. Thì trận đấu này, mình cũng xin nói luôn cái mà khá là nhiều người có kiểu như là tranh cãi cũng như là nói ở trên kênh của mình. Thì với tài khoản bên kia, tài khoản anh nhỏ Samsung, có thể là công toàn chơi, có thể là chủ tài khoản chơi và ai chơi mình không quan trọng. Từ trước đến giờ vẫn vậy, kể cả là những trận đấu gặp cáp đi chăng nữa, mọi người hiểu không? Gặp ai không quan trọng, thắng thua cũng không quan trọng. Với những cái trận đấu VP hoặc 2v2, mình chỉ quan trọng là đấu giải, thắng hay thua thôi. Và VP và 2v2 thì ăn qua ăn lại là chuyện bình thường, không có gì cả. Và có thể nhiều người nghĩ là mình ăn được người này, hoặc là mình không thể nào ăn được người này, mình không thể nào ăn được người kia. Thì cái đấy mình xin nói lại một lần nữa, và chắc là từ nay đi mình sẽ không nói nữa đâu. Thứ nhất, đó chính là ở trong cuộc sống ấy, thì không có cái gì là vĩnh cửu cả, không có gì là mãi mãi, không có gì là chắc chắn, không có gì là 100% hết. Có thể là mình đánh thua cáp rất là nhiều đấy, nhưng mà mình vẫn có thể ăn được trận giải. Như mọi người đã thấy mình đăng lên đó, tỷ lệ thắng của mình gặp nó có thể chỉ là 10 đến 15% thôi, thế nhưng mình vẫn có cơ hội đánh ăn được nó. Nên là mọi người bỏ ngay cái suy nghĩ kiểu không thể. Không thể nghĩa là như nào? Nghĩa là không bao giờ. Nhưng mà mình có nha. Và tiếp đến thì là gặp với những đối thủ khác nữa, cả Mai Hưng hay bất kỳ ai, mình cũng đã từng win rồi. Bất kỳ một thằng nào ở trong cái game này mình đã từng win rồi, từ thằng mạnh nhất đến thằng yếu nhất. Vấn đề là mình win nó ít hay là nó win mình nhiều thôi. Đấy là cái sự khác nhau giữa việc thắng hay thua thôi. Và chơi game là để giải trí. Đấy là cái mục đích cuối cùng mà mình cũng như là hầu hết mọi người đều hướng đến. Còn một số người chơi game theo kiểu khác thì mình chịu. Một số thành phần có thể là ăn cắp, ăn trộm của người khác để chơi, hoặc là chơi để kiểu như là phải cố để giành chiến thắng, phải thế này phải thế kia. Mình không phải kiểu như thế. Mình chỉ có cái nhu cầu thắng ở trong giải thôi. Còn thua thì vẫn nhiên, mình vẫn có thể thua. Và có lẽ là hơi dài dòng rồi. Mọi người vào trận đấu luôn nhé. Hy vọng là những cái mình vừa nói thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến mọi người. Đây là một trận đấu anh Đạt đánh, và chắc chắn tài khoản này thì đến khi nào mà mình không còn sử dụng tài khoản 2 năm kia nữa thì mình sẽ quay lại tài khoản này chơi sau. Còn lúc nào mà tài khoản 2 năm kia mình vẫn chơi thì là mình sẽ không chơi tài khoản này đâu. Ở đây thì là một cái map và theo như mình thấy là khá là hợp cho bên xanh. Với cái việc là map này có rừng thật ấy. Có thể là đỏ sẽ có đủ nánh núp bụi để cắm mắt được, nhưng mà bên kia với việc là dùng máy B1 hoặc hay cả những con lính phun lửa thì nó cũng có thể dò ra lính bên mình rất là tốt. Vậy là việc là núp bụi không phải là cái lợi thế mà đỏ có thể là sử dụng được, trừ khi là bên kia sơ suất và cũng như là có những cái sự non nớt trong cái việc là tìm ra những con lính mà bên mình cất giấu thôi. Còn thường thường thì người ta tìm ra được hết. Và map này lợi cho xanh là vì là dễ là thủ. Bên nhà mình hay bên kia thì cái địa hình và thế thì cái thế bản đồ nó đều như nhau thôi. Nó đều là chỉ có ba lối vào. Và với ba lối vào thì mọi người thấy là nhà mình như này thì bên kia nó cũng gần gần như vậy. Có chăng thì là cái khu vực dưới đây thì là cái lối vào của bên xanh nó xa nhà hơn một chút thôi. Tuy nhiên là xa hay gần nó cũng không phải là vấn đề quá lớn, khi mà lối vào nó khá là nhỏ hẹp cho cái việc là nếu mà bên mình muốn tấn công bằng khói sẽ khá là khó khăn. Map này thì là lại còn rất là thuận tiện và sướng cho bên xanh khi mà map nó ở mang tầm vừa, không phải là quá to và cũng không phải là quá nhỏ. Đấy, đỏ sẽ bị xanh hành bởi những con ném bom, theo như mình dự đoán là có thể là như vậy nếu như mà không cẩn thận. Và ngược lại, xanh cũng có thể là sẽ bị cù hành bởi ném bom của đỏ, khi mà đỏ nếu mà chơi chuẩn chỉ và có thể ra ném bom trước chẳng hạn. Đợt trước thì khi máy bay ném bom mới được sửa lại thì có cái kiểu đánh của đỏ là nên máy bay ném bom cực kỳ là sớm và cắm phòng không chứ không thèm ra khói luôn. Và kiểu đấy thì là nếu mà thanh niên nào không để ý và cũng như là không có sự trinh sát thì là có thể bị ngợp và ăn hành ngay từ những con ném bom đầu tiên. Ở đây thì nhà mình đã bắt đầu lên cái sửa máy bay cấp 2 rồi.
không để tài nguyên lên 4 luôn mà sẽ ra một vài cái đơn vị ở nhà 3 trước. Đấy. Và sau đó thì mới up 4. Điều này điều chắc chắn rồi, không đánh ở nhà 3. Ở đây thì đã có một con lính vào đây trinh sát được. Bên kia đã có E1, đấy như mọi người thấy đấy. Một người chơi rất là kinh nghiệm, không biết là chủ ARC hay là cục toàn, cái đấy là mình không quan trọng lắm đâu. Mình nói chung mình nói ra ấy, thì để mọi người suy ngẫm và cũng như là hiểu cái vấn đề thôi. Chứ còn đi cáp hay là bất kỳ ai gặp mình vẫn đều chơi. Có thể là tỷ lệ thua mình rất là tỷ thắng của mình rất là thấp, hay là kể cả như là mình đánh trông cũng rất là vớ vẩn. Như một số người thấy mình đánh trông nó kiểu như là không chính quy, không phải là ra khói, không phải là bài bản như là kiểu máy bay các thứ, chính xác dò nhà đủ các thể loại mà những tướng đỏ khác hay đánh. Thì đấy là cái mà mình muốn hướng đến, đấy chính là cái mà mình muốn hướng đến với mọi người, đó chính là gì, là một cái sự đổi mới, một cái sự thay đổi, một cái sự có thể nói là khác khác đi so với những người người chơi khác, để chúng ta đa dạng chiến thuật, để chúng ta có những cái nhìn khác, và cũng như là có những cái sự hiểu biết thêm về các đơn vị của hai bên. Không phải là con này nó sẽ rất là mạnh hoặc là con kia nó rất là phế đâu, nó đều có cái tác dụng của nó cả, chủ yếu là chúng ta dùng trong trường hợp nào cho nó hợp lý thôi. Thì đấy là cái mà mình muốn sử dụng các chiến thuật để đánh, vì tất nhiên là sọ đỏ sức mạnh thì mình cũng trả lại rồi, và mình muốn sử dụng chiến thuật để đánh cho nó khác biệt đi một chút, để khi mà các đối thủ gặp mình phải luôn có cái sự dè chừng về những cái kiểu đánh của mình. Rồi tiếp tục với cái trận đấu này của chúng ta, thì ở đây nhà mình có xây thêm một cái xưởng xây dựng ở đây, nhưng mà mình chưa hiểu ý đồ của anh Đạt lắm. Có thể là sẽ xây thêm hệ thống phòng không để cao hơn, và hệ thống phòng thủ chẳng hạn, và cũng như là thêm các cái khu vực đất đai để sinh hoạt cho các cái đơn vị quân. Bên kia thì đánh cũng rất là chuẩn chỉ, đưa rớt và xe giáp xe phòng không lên khu vực giữa này để đứng chiếm map luôn. Nhà mình thì lúc này đã ra được con khói đầu tiên và giang gua rồi, tuy nhiên tự nhiên lại đều có mỗi một con giang gua nên đây là có vẻ không để ý quân lắm thì phải. Và nhận thấy sự hiện của khói cái thì bên kia ngay lập tức đã rút quân rồi, không thể đứng đây được nữa khi mà chưa có xe giáp. Nếu bên kia có xe giáp thì có thể là quân vẫn sẽ đứng tiếp tục ở đây được. Nhà mình lúc này thì hai cái nhà máy bay đang được hình thành đây, và không biết là bên mình có ý định là ra ném bom không. À vâng, có ném bom, và điều này là điều cần thiết khi ở map không phải quá rộng, hành trình bay của ném bom nó cũng sẽ được rút ngắn quãng đường đi quãng đường về. Và sử dụng xây lên đây để xây thêm cái hệ thống một không. Tuy nhiên thì đây là một cái nước đi mà mình nghĩ là cũng cần phải có cái sự nắm bắt thế cục nhất định, khi mà cái lượng tài nguyên mà mình xây cái xưởng xây dựng và thêm cái hệ thống một không ở đấy mình kiểu như nó bị hao hụt đi ấy, thì bên kia nó sẽ có nhiều quân bộ hơn chẳng hạn, có nhiều đơn vị quân hơn, thì bên kia hoàn toàn có thể chiếm được khu vực này trong cái trường hợp giao tranh lâu dài, nếu mà có sự yểm trợ đến từ ném bom để tấn công vào cái đám khói này của mình nữa. Đấy thì là với rớt và xe giáp bên kia hoàn toàn có thể là tấn công và phá hủy đi cái hệ thống phòng không mà mình xây dựng ở đây. Một con lính rất là đẹp khi mà phát hiện ra được cái khu vực tầm nhìn đến từ bên kia, và nếu như bên mình ném bom vào đấy thì là bên kia cũng sẽ rất là khó chơi. Lúc này thì có hai xe giáp cộng với lại giang vua, nhưng mà bên mình cũng không dám đứng đường quá cao để mọi người thấy đi lên cái đi về ngay, và bên kia ngay lập tức là có cái động thái là sử dụng ném bom để tấn công. Một con xe giáp nữa được điều lên thêm hệ thống phòng không, rớt liên tục là bắn chỉ định vào đây. Một pha ném bom không được quá nhiều sát thương thì bên kia đã được buff bởi hệ thống xe giáp. Bồi thêm một pha tấn công nữa đến từ hệ thống máy bay 2 và tiêu diệt thành công đi được con xe giáp, cũng như là làm mềm đi những con rớt kia. Lượng máu của nó bị tiêu hao không phải là quá nhiều, thế nhưng mà có vẻ là cũng là khá khá để khiến cho bên kia phải chùn bước. Này ở nhà mình thì tiếp tục ra cái hệ thống quân là giang gua khói cũng như là máy bay thôi. Rồi bắt đầu đưa quân dàn trận ở đây để tấn công. Chỗ quân này rất là nhỏ. Bên kia mình nghĩ là chỉ tầm 4 đến 5 con ném bom thôi là khiến cho bên mình khá là khó khăn đấy. Ở đây thì là bắt đầu nổ pha giao tranh. Rồi một pha ném bom thì bên kia cũng đã khiến cho bên mình mất đi một vài đơn vị, nhưng mà thiệt hại cũng chưa phải là quá lớn. Và bên mình thì vẫn đang có cái thế trận tốt hơn ở khu vực này. Góc rất là nhỏ, thế nhưng mà bên mình vẫn tìm được cái hướng dàn quân hợp lý, và số lượng quân bên kia thì cũng không phải là quá nhiều.
Vậy thì bên mình có lợi thế hơn và bắt đầu đẩy cao đội hình thêm một chút nữa. Những quân lính không may không để ý thì cũng đã bị phát hiện tầm nhìn rồi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì nó cũng chưa cần đến sự xuất hiện những quân lính lắm. Điều quân ở khu vực này để tấn công. Tuy nhiên thì vừa rồi mình thấy là có hai cái xe khói thì đã bật cả hai rồi. Thì trong thời gian tới thì có thể là sẽ hơi thiếu khói một chút. Và điều vào đây thì bên kia cũng đã có ném bom. Phòng thủ chỗ này có thể là sẽ dễ dàng hơn. À, như mọi người thấy bên kia đã phải xây sân bay ra khu vực bên đây, do là khu vực trong nhà này đất đai nó không được rộng mở để có thể xây các công trình. Phá hủy đi được một vài công trình ở đây đến từ bên phía của nhà mình. Lúc này thì ném bom đâu nhỉ? Mình nghĩ là trong cái quãng thời gian này Vortex bên kia đang rất là vất vả hoạt động tấn công vào quân bộ mặt đất của bên mình, thì mình nghĩ nên ném bom tấn công luôn vào các cái hệ thống sân bay ở đây thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. À rồi, lúc này thì mình bắt đầu dùng máy bay để đi tấn công rồi. Lúc này thì sau quãng thời gian dài mà vật lộn với hệ thống giang cua và khói bên mình thì Vortex bên kia cũng sẽ bị hao hụt cái lượng nhiên liệu ở trong rồi, là sẽ mất khá là nhiều nhiên liệu để có thể là phòng thủ ở giai đoạn trước, nên là lúc này trả lại sát thương thì nó sẽ ít hơn. Tuy nhiên là bên kia cũng gần một xương rất là lớn, khiến cho ba con ném bom của mình bị tiêu diệt. Còn bên kia thì là bị phá hủy một cái sân bay, và đâu đó thì ném bom cũng bị mất khá là nhiều máu. Tuy nhiên thì vẫn có thể chuyển sang sân bay khác được. Và vừa rồi thì mình nghĩ là nên có 4 con ném bom thì nên chia ra 2 con ném bom một cái sân bay, một cái ở đây và một cái ở đây sẽ tốt hơn. Vì cùng với việc búp item ấy, thì hai con máy bay ném bom thì ném chéo sẽ đủ khả năng để phá hủy đi cái hệ thống sân bay được. Lúc này thì lại tiếp tục là có giao tranh nhẹ được diễn ra ở đây. Khi bên mình cũng chỉ có một giang vua một khói và hai giang vua thôi. Bên kia thì là hai rớt và xe giáp. Tuy nhiên thì bên mình có sự yểm trợ từ máy bay nữa. Bên kia thì cũng có máy bay nhưng mà chỉ để tấn công lại cả hệ thống máy bay của bên mình thôi. Chứ còn tấn công vào khói thì là điều khá là khó khăn. Thế trận thì vẫn đang, mình đánh giá vẫn là chỉ là cân bằng thôi, cho dù là bên mình cũng đã có những cái lợi thế. Như phán lúc nãy mình phân tích ở đây thì khi mà tấn công ở đây, bên kia đang mải quần với máy bay của quần với lại khói của bên mình, thì lúc cái ném bom ném ấy thì những con Vortex nó sẽ không đủ quãng thời gian đấy để nó chuyển hướng sang tấn công, và cũng như là bên kia không có thời gian để ý được rằng việc là máy bay ném bom của bên mình ném bom, thì lúc đấy nó bên mình ném thì sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Nhưng mà con S cũng đang mải công nên là sẽ rất là mất tay trong cái việc là chuyển hướng để có thể là sử dụng ném bom. Và một pha nữa Vortex bên kia con S dùng lệnh trinh sát để trinh sát ở đây và cũng như có thể tấn công. Tuy nhiên thì cũng không gây được sát thương gì. Có một pha ném bom đến từ phía đội bạn, tuy nhiên thì cũng đã ném bom hụt rồi. Và bên mình thì với số lượng giang vua nhiều hơn đang đứng lại để tiêu diệt đi con rớt ở đây. Và khi mà bên kia có ném bom thì mình chỉ đứng giao tranh một tí thôi là phải kéo quân đi ngay đấy. Liên tục có những pha ném bom không đạt được hiệu quả cao đến từ bên phía đội bạn, khiến cho bên mình mới giành giật được lợi thế. Thì ném bom nó là một con dao hai lưỡi, khi mà ném trúng thì cái tác động của nó lên trận đấu là cực kỳ nhiều. Tuy nhiên là chỉ cần sượt khoảng vài ba cái thôi, đặc biệt là những pha ném bom quan trọng, thì bên mình sẽ rất là bên mình hoặc là bên đối thủ rất là khó khăn trong cái việc là phòng thủ hoặc là tấn công trong cái đoạn tiếp theo của trận đấu. Rồi lúc này thì nhà mình bắt đầu xuất kích đoàn máy bay ném bom này sang đây để đánh phá bên phía nhà đối thủ. Nhiên thì chắc chắn rồi, với cái việc là trinh sát được cái hệ thống tầm nhìn từ trước nên là bên kia đủ cái thời gian để có thể cất cánh Vortex lên kéo để đánh chặn cái hệ thống máy bay của mình từ sớm. Cuối cùng thì sau những pha ném bom và cũng như là sử dụng cả máy bay 2 để tấn công vào cái hệ thống xưởng sản xuất của bên kia thì cái xưởng máy bay cấp 3 đã bị đánh sập. Bên đây thì chỉ có duy nhất một cái xưởng máy bay để có thể sản xuất máy bay thôi. Vì vậy là khi mà bị đánh sập cái này thì trong một quãng thời gian dài nữa bên kia sẽ chỉ có thể ra quân bộ để phòng thủ thôi.
số lượng máy bay sẽ không thể nào mà ra dồi dào được. Đây là một cái hạn chế của việc làm map nhỏ. Tất nhiên là bên kia vẫn hoàn toàn là có thể cơ cấu nhà, nếu mà xây được một cái xưởng xây dựng ở phía góc này này thì góc bên trong này cũng khá là rộng ấy. Đấy, thì vẫn có thể xây được công trình. Lúc này thì bên mình lùa thẳng quân vào đây, lại khu vực bên cánh này, vì là quân của địch vừa rồi đứng đằng trước, và nếu mà muốn di chuyển ở đây thì lại phải đi vào trong khu vực nhà này, và lại còn đang vướng rất là nhiều công trình nữa, vì vậy là sẽ rất là khó khăn. Ở đây đã có cái xưởng dựng xây ra, nhưng mà lúc này quân mình đi vào rồi thì mới xây tường, thì đây là một thái rất là muộn màng. Nếu mà xây sớm hơn thì là bên kia đã đủ khả năng ra để phòng thủ hoặc là để đánh chặn quân mình từ sớm. Rồi liên tục có những pha ném bom từ phía nhà mình để tấn công vào cái hệ thống sân bay này của phía nhà bạn. Điều thêm, lại điều quân vào khu vực góc rất là sâu bên trong đây để có thể tấn công vào cái hệ thống sân bay này một cách kỹ càng hơn. Ở nhà mình thì vẫn là hai xưởng máy bay sản xuất liên tục. Đấy, như nhà mình mọi người thấy không, đất đai không có nhiều nên là khu công trình xây cũng khá là khó khăn. Còn thì bên kia không còn thời gian để cho rớt đứng bắn chỉ định thì phải, khi bà đang lùa quân hẳn luôn vào trong đám khói này của bên mình rồi. Nhà thì bị sự tấn công bởi hệ thống Vertex của bên kia, nhưng mà số lượng không phải là quá nhiều. Đây thì sau một vài pha không có vẻ như là không để ý, đang mải để ý nhà, vì mình đã bật khói lại và những con xe giáp mà chui vào đây để soi khói cũng đã bị tiêu diệt. Và một pha ném bom khá là chất lượng thì đội bạn tiêu diệt đi 2 con xe khói, kèm theo đó là một con giang gua nữa. Pha này thì một pha đổi khá là lời, khi mà bên kia mất vừa quân bộ mà mất cả những cái hệ thống sân bay cũng như là có cả ném bom nữa, khiến cho mình có thêm thời gian để ra quân và cũng như là tấn công trong cái đợt tiếp theo. Sử dụng máy bay 2 để tấn công, tuy nhiên thì ở đây bên kia đã có sự trinh sát bởi một con lính 1 rồi. Một con lính 1 này rất là chí mạng nha. Và thì đưa giang gua lên đây để tấn công vào cái hệ thống xe phòng không của bên phía đội bạn. Xe phòng không thì ở cái đoạn này nó cũng sẽ không phát huy được quá là nhiều tác dụng khi mà quân tấn công vào nó là giang gua. Tuy nhiên thì là với việc là bên mình có cả máy bay 2, vậy là việc phá hủy đi xe phòng không sẽ giúp những con máy bay 2 hoạt động tốt hơn rất là nhiều. Có một pha ném bom từ phía đội bạn, tuy nhiên là nhà mình có vẻ như là không phải là do nhà mình phản ứng chậm đâu, mà là do thao tác cất cánh của những con máy bay 2 của bên đỏ nó chậm hơn thao tác cất cánh của những con máy bay xanh đấy. Lúc này thì là bên kia đã có rớt ra để tấn công vào con giang gua của mình, kèm theo đó cả máy bay 2 nữa. Thì nhà mình đã phải rút máy giang gua về rồi. Pha ném bom vừa rồi thì gần như là không gây thiệt hại gì cho nhà mình cả. Khi mà ném vào cái sân bay này, lúc trước là có quân nhưng mà nhà mình đã kịp cho nó cất cánh lên để tấn công vào những con máy ném bom của phía đội bạn, và thiệt hại gần như là không có. Ở bên kia lại tiếp tục đưa quân lên với rớt xe giáp. Bên mình thì cũng là điều tương tự, khi mà giang gua và khói cộng thêm với cả là nhím này nữa, tuy nhiên chỉ có một con thôi. Với số lượng mà bằng nhau thì mình nghĩ là giang gua và khói thì cũng không ngại rớt và xe giáp lắm. Rồi tiếp tục là thêm một pha ném bom nữa bên nhà mình vào đâu đây. Còn lần này thì là mục tiêu được nhắm đến hệ thống xưởng xe chiến đấu. Bên đây thì chỉ có duy nhất một cái xưởng xe chiến đấu thôi, và khi mà cái xưởng xe này bị đánh sập thì khả năng ra quân bộ cũng lại bị hạn chế đi. Khi mà một cái xưởng máy bay cấp 3 mới hồi phục lại, khả năng sản xuất máy bay chưa phải là quá nhiều, thì lại thêm một lần nữa tin xấu được truyền về khi mà bên kia không còn khả năng ra xe rớt ngay trong cái giai đoạn tiếp theo này của trận đấu. Phải đợi đến chắc ít là phải tầm khoảng 1 đến 1 phút rưỡi nữa thì bên kia mới đủ khả năng ra được thêm cái lượng xe rớt để phòng thủ. Và lúc mà rớt không còn thì là bên mình giang gua vẫn còn rất là đầy đủ và hoàn toàn có thể kéo đi tấn công được. Với một con xe rớt còn sót lại thì bên kia cũng đang vẫn cố gắng để đứng lại khu vực này để phòng thủ. Bên mình thì giang gua thì cũng chỉ là có một nhà thôi đúng không? Chỉ có một nhà để sản xuất giang gua thôi.
ở một pha ném bom lên đường phía đội bạn, khiến cho một con giang gù của mình bị tiêu diệt. Tiếp tục là sản xuất ném bom, ở nhà hiện tại đã có 4 con rồi và đây là một số lượng bom khá là ổn trong cái quãng thời gian này của trận đấu, khi mà bên kia ném bom cũng không còn và Vertex cũng là điều tương tự. Bên kia đã phải ra thêm cả lính một để có thể là phòng thủ rồi. Rồi một pha ném bom phải nói là rất là tham lam từ vị trí của anh Đạt, muốn ăn tất hai cái sân bay này, thì mọi người thấy đấy. Tuy nhiên là mỗi cái thì nó còn một xíu máu thôi và cần thêm cái sự yểm trợ, cái sát thương từ máy bay 2 nữa, hoặc là phải thêm một con ném bom nó mới đủ. Tuy nhiên thì nhà mình lại có máy bay 2 này, mà anh Đạt lại không để ý điều lên để phá hủy cái sân bay đi. Nếu mà tí quân địch sử dụng tài nguyên để tái thiết lại thì nó gần như là cái lượng sát thương của máy bay ném bom của mình bỏ ra là không cốc, khá là phí phạm đấy. Rồi ở đây thì lúc này nhà mình vẫn đang duy trì được lợi thế. Bên kia do là không có rớt nên là cũng đã phải dùng máy bay ném bom để phòng thủ. Vâng, pha ném bom cực kỳ là chất lượng của phía đội bạn, khiến cho những con giang vua của bên mình đã bị tiêu diệt đi đấy. Kèm theo đó là một con khói nữa, một số lượng quân khá là lớn bị bốc hơi. Bên kia lúc này thì đã phải ra thêm cả Torrent để có thể phòng thủ rồi. Cái này là cái điều chắc chắn thôi. Tuy nhiên thì Torrent cái khả năng phòng thủ của nó là rất mạnh nếu mà được bắn ở trong một cái tầm vừa đủ. Tuy nhiên là nếu mà nó không giữ được vị trí mà bị giang vua tiếp cận thì nó có thể là bị gây sát thương và bị tiêu diệt trong quãng thời gian rất là ngắn. Vì Torrent không phải là một cái đơn vị có lượng máu và giáp quá nhiều như là rớt. Ở quân mình thì vẫn đang cố gắng nảng vảng lượn nờ ở đây. Thêm một pha ném bom nữa từ phía nhà mình để có thể tấn công vào hệ thống sân bay, hoặc là có thể là xưởng sản xuất máy bay của phía bạn. Vâng, một pha ném bom, pha này thì đỡ tham hơn rồi. Tuy nhiên thì đây mọi người thấy này, quân địch cũng không tái thiết lại vì đang rất là thiếu thốn tài nguyên để có thể là ra quân hay là xây dựng công trình. Nên nhà mình nếu mà lưu ý chỗ này một chút, tấn công vào đây thì hai cái sân bay này có thể bị bốc hơi. Một cái xưởng máy bay nữa được xây dựng ở khu vực dưới này để đối phía đối thủ. Thì rút kinh nghiệm những tuần trước bị tấn công vào đây và phá hủy đi sân bay, thì lúc này quân địch xây hẳn hệ thống xưởng sản xuất máy bay luôn. Thì cái xưởng sản xuất máy bay nó rất là trâu, nó không yếu mềm như hệ thống sân bay. Thì là với cái việc xây như vậy thì nó cũng sẽ có thể là tanh được một thời gian khá là dài. Và đặc biệt là khi nó bị phá hủy thì máy bay vẫn còn ở trên sân bay được, không bị mất quãng thời gian chuyển máy bay chuyển sân bay khác. Ở nhà mình thì cũng không có cái gì thay đổi cả, vẫn là một cái bài đánh suốt từ nãy đến giờ. Vâng, lúc này thì bên kia bắt đầu dùng hệ thống máy bay ném bom để đi tấn công rồi. Máy bay nhà mình thì đã cất cánh kịp thời và gây một sát thương lớn vào những con máy bay này, và bọn này có thể là một đi không trở lại. Thì mà ba con đi, một con liệu có về được không đây? Có sự yểm trợ từ Vertex, vâng, một con này cũng không thể về được. Tuy nhiên thì Vertex cũng đã vấp phải sự kháng cự rất là mạnh đến từ hệ thống phòng không của bên mình. Lại tiếp tục thêm một lần nữa điều quân vào đây. Tuy nhiên lúc này bốn con xe khói thì mình nghĩ là bên nhà mình anh Đạt nên cắt cử ra hai con để khu vực nhà, để trong quãng thời gian tiếp theo không phải tốn tài nguyên để ra khói nữa. Đấy. Yên là đi như này thì cũng có cái lợi thế của nó. Nếu bật cả bốn con lên thì một lượng khói được dàn trải trên một diện rất là rộng, và bên kia nếu mà có ném bom thì cũng sẽ rất là hoang mang, không biết nên ném vào đâu cho nó hợp lý. Ở cái xưởng máy bay này thì cũng đang bị bên mình tấn công vào với hai con giang vua ở đây, và có thể nó sẽ bị phá hủy thôi. Liên tục là những công trình được xây dựng lên đến từ bên phía đội bạn để có thể là giúp phát hiện tầm nhìn, để cho Vertex có thể là oanh tạc cũng như là rớt ở đây. Sau quãng thời gian thì là cái xưởng xe chiến đấu của bên phía đội bạn đã có thể là phục hồi lại được rồi. Lúc này thì bên mình đã phải rút quân, không thể nào mà đứng mãi được. Góc đáy của góc rất là đẹp cho những con ném bom hoạt động. Máy bay 2 của mình cũng đã bắt đầu kéo sang để tấn công. Hệ thống phòng không của bên kia cũng không phải là quá nhiều, và kèm theo đó là những con Vertex đang khá là mệt mỏi trên đôi vai trong cái việc là phòng thủ lại khói ở giai đoạn trước. Vậy là
sẽ không còn nhiên liệu để tấn công tiếp vào cái con máy bay 2 của bên mình. Lúc này thì ba cái sân bay nhà mình đã gọi là full rồi. Một con nữa sẽ ra xong thời gian tới là sẽ full. Và quân thì đã chuẩn bị limit quân số nhà 4. Tiếp tục thêm một đợt ném bom nữa kéo sang đây để oanh tạc. À, bên kia cũng rất là nhanh nhạy trong cái khoản là sử dụng máy bay 2 để đánh chặn. Thêm một nữa thì cái xưởng máy bay kèm theo đó là cái sân bay thì bị tấn công đi. Ở đây thì là hai cái sân bay này bên địch vẫn chưa tái thiết lại, và mình nghĩ là anh Đạt không để ý thì phải, nên lưu ý ở cái khu vực đấy hơn. Chỉ cần một con ném bom thôi, mình nghĩ là chỗ với cái lượng máu đấy thì một con ném bom thôi là x2 được cái sân bay này rồi, và khiến bên kia sẽ bị đánh sập hoàn toàn cái hệ thống sân bay, và gần như là máy bay không còn chỗ để mà dung thân nữa. Ở đây thì sau khi mà kéo được tơn khói lên khu vực trước này để giao tranh, thì đằng sau này cái đám khói lúc nãy kéo quân ra đây để chờ hồi phục thì lại tiếp tục đẩy vào để gây sức ép và cũng như là tạo lên cái thế trận tấn công hai đầu. Lúc này thì nếu mà mình như là đối thủ thì mình cũng rất là mệt mỏi khi mà quân và công trình thì bị đánh phá liên tục, còn nhà thì cũng là điều tương tự khi mà với hai hướng không biết là phòng thủ kiểu gì. Lúc này thì do là không để ý khu vực này thì phải, nên là bên mình đã bị bên kia dùng rớt bắn chỉ định tiêu diệt đi được con khói. Đâu đó thì có pha ném bom nhưng mà mình chưa thấy nó gây sát thương ở đâu thì phải, hình như đã bị máy bay 2 của bên kia tiêu diệt. Trở về nhà thì quân của bên mình cũng đã bị hao hụt rất là nhiều với những cái con máy bay đã bị phá hủy đi bởi hệ thống phòng không cũng như là Vertex của bên kia. Lúc này thì khói được sản xuất ra ở nhà và quân mình lại đẩy lên. Lúc này thì sức ép vào bên phía đối thủ lớn hơn bao giờ hết trong cái quãng từ đầu trận đấu đến giờ. Khi mà rớt và xe rác mình không còn thấy xuất hiện ở khu giữa này nữa. Khi mà hệ thống máy bay ném bom không còn nữa, bên kia sẽ dùng Vertex để cố gắng lượn nờ khu vực này. Nếu bên mình hở quân một cái thì lại có thể ập vào tấn công và tiêu diệt luôn. Lúc này thì lại thêm một đợt máy bay ném bom nữa được cử sang để tấn công. Lần này thì mục tiêu hướng đến là hệ thống xưởng xe chiến đấu. Và lúc này thì bên kia còn hai con rớt, và khi mà cái xưởng xe chiến đấu này vào đi thì đang phải phục hồi lại từ phía đối thủ và sẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa. Ngoài ra bên kia lại phải xây thêm một cái xưởng xe chiến đấu nữa để tránh trường hợp là bị ném vào xưởng xe chiến đấu và bị mất đi khả năng ra rớt. Ở đây thì đám quân của mình đã phải lùi nhẹ một chút để có thể là phá hủy đi cái hệ thống tường này, cho góc di chuyển của khói cũng như răng cua dễ dàng hơn. Và bên kia cũng đang có rớt và xe giáp đứng ở trên đồi, vậy là đứng ở bên dưới tấn công thì cũng sẽ khá là nguy hiểm. Khu bên đây thì bên nhà mình đã được thêm một đợt quân nữa, nhiên là mới chỉ có một khói và con khói tiếp theo được tiếp viện lên. Và khi mà con khói này lên thì bên mình sẽ lại tiếp tục đưa quân vào để tấn công, nên là không có sự thay đổi gì về mặt chiến thuật cả. Ở một số trận chiến thì chúng ta sẽ thay đổi chiến thuật tùy theo tình huống. Tuy nhiên thì ở một số trận đấu khác, điển hình như trận đấu này, thì nếu mà chiến thuật nó vẫn đang rất là tốt thì mình không cần phải thay đổi. Ở đây thì pha vừa rồi do bên mình không để ý đã bị bên kia tấn công và tiêu diệt đi hai con khói cộng với hai con răng cua. Đây là một sự tổn thất có vẻ là nhiều, khiến cho bên mình sẽ chững lại quãng thời gian và khiến cho bên kia có nhiều khoảng trống hơn trong cái việc là phòng thủ nhà ra quân. Đây thì bên mình lại dùng máy bay 2 để sang đây tấn công rồi. Và như mình đã nói, bên mình vẫn không để ý cái hệ thống sân bay này. Cho dù nó còn một xíu máu thôi, còn rất là ít, và chỉ cần bắn nhẹ hoặc rải nhẹ quả máy bay ném bom thôi là nó phá hủy, là đã có thể phá hủy được hai cái sân bay này rồi. Và khi mà hai sân bay bị phá hủy đi thì Vertex bên kia gần như là cũng sẽ biến mất theo thôi, vì là bên kia không có một cái sân bay dự phòng nào nữa ngoài hai cái sân bay này,
vì đang phải rất là vất vả trong việc ra quân. Tiếp tục đồng pha ném bom nữa vào cái hệ thống xưởng sản xuất máy bay của phía đội bạn. Thì ở đây bên nhà mình đang tấn công với ba khói và khá là nhiều giằng gù ở đây rồi. Bên kia thì do vừa rồi liên tục là bị đánh sập hệ thống xưởng xe chiến đấu nên là khả năng ra rớt gần như là không còn. Lúc này thì mới xây dựng lại được một cái xưởng xe chiến đấu cấp 3 và con rớt đầu tiên cũng đã được sản xuất ra khỏi lò rồi. Tuy nhiên thì giằng gù với mình rất là đông, con này thì cũng sẽ khá là nhanh chóng bị rụng luôn. Khi mà một rớt thì là không thể nào đấu lại 5 răng cua được, cho dù là có xe giáp búp chăng nữa, hỏa lực của răng cua là khá là nhiều. Ở nhà mình thì là vẫn tiếp tục đà ném bom và máy bay 2, không gì thay đổi cả. Mình phải liên tục lia về nhà để xem là nhà mình có sự thay đổi gì không để cập nhật tình hình chiến một cách tốt nhất. Đấy. Ở đây thì là bên kia gần như là cũng không còn khả năng phòng thủ quá nhiều, đâu đó thì vẫn còn những con Vertex nợ nần để có thể là tấn công một quân bên mình. Tuy nhiên thì là cho dù là một con hay là 10 con thì nó đứng trước khói cũng như nhau cả, lượng sát thương của nó gần như là không có. Ở đây thì bên kia ra thêm cả Toren để có thể phòng thủ vực này tốt hơn. Tuy nhiên thì Toren một con nó cũng chưa đủ cái lượng sát thương, ít nhất phải tầm 4 đến 5 con thì cái lượng sát thương lan của nó chắc là đủ lớn để uy hiếp lên những con răng vua cộng với khói này. Và Toren thì đứng quá xa nữa, có vẻ là bên kia khá là lo lắng cho con Toren này, liệu nó có thể sống sót được bao lâu khi mà đứng quá gần hệ thống giao gu với mình. Sẵn sàng là có những con máy bay 2, kèm theo đó là bên mình có thể để quân vào để có thể là tiêu diệt đi những con đơn vị phòng thủ bên kia một cách nhanh chóng. Và lúc này thì là hệ thống phòng thủ cũng như là công trình bên kia đã bị đánh sập mà gần hết rồi, và đâu đó thì còn lại một vài công trình. Đội bạn vẫn đang rất là cố gắng để ra quân, tuy nhiên thì là đến thời điểm này thì là khả năng để có thể mà tiếp tục trận đấu gần như là không còn nữa rồi. Bên mình sẽ đưa quân vào và tiến hành nốt công việc phá hủy đi các công trình còn lại của bên phía đội bạn, và đấu thì còn lại sẽ kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem nhé, chào mọi người.